Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Clickbuy. Mình là Việt Anh và hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn một chủ đề để các bạn có thể bình luận đầu tuần một chút cho xôm nhỉ. Và đặc biệt là clip ngày hôm nay sẽ hơi ưu tiên một chút cho các bạn Mi fan nhá. Và hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại về những đời MIUI từ những năm 2012-2013 đến nay để có thể nhìn nhận cả một chặng đường phát triển giao diện cho riêng mình của hãng Xiaomi, một trong những đại diện lớn nhất về công nghệ đến từ đất nước Trung Quốc và cũng được yêu mến bởi rất nhiều người dùng trên toàn thế giới. Đầu tiên là cái tên MIUI đọc là MIUI hay cũng chính là MIUI, một cách chơi chữ khá là độc đáo, kiểu như là tôi mang đến cho bạn rồi tôi cũng sẽ được nhận lại từ bạn ấy, kiểu vậy. MIUI là một hệ thống giao diện người dùng và hệ điều hành dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng được phát triển bởi Xiaomi Tech dựa trên mã nguồn mở của nền tảng Android. MIUI bao gồm các tính năng riêng biệt được phát triển riêng mà không hề có sẵn trên nền tảng gốc của Android, chẳng hạn như thanh thông báo trạng thái, hệ thống giao diện của các ứng dụng, màn hình chính các ứng dụng như chơi nhạc, camera, thư viện, v.v. MIUI cũng từng bị cộng đồng đánh giá và chỉ trích là có những nét tương đồng với giao diện iOS của Apple và TouchWiz của Samsung. Nhưng mình nghĩ nên có một sự nhìn nhận khách quan giữa ăn theo và học hỏi, bởi không ai có thể thoát khỏi xu hướng chung trên toàn thế giới, thì việc có những điểm giống nhau trên nhiều sản phẩm cũng chỉ là sự đồng quy giữa nhu cầu và đáp ứng nhu cầu mà thôi. Trở lại chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xích lại gần nhau để cùng xem lại những đoạn quảng cáo cho sự xuất hiện của các phiên bản MIUI qua các thời kỳ, đó là từ MIUI 3 cho đến MIUI 8. Đầu tiên là MIUI 3 ra mắt vào năm 2012 dựa trên hệ điều hành Android Froyo 2.2. Thì đây mình có ấn tượng đó là nó khá giống với giao diện TouchWiz của các máy như kiểu là Samsung Galaxy Mini Pocket ngày xưa ấy. Mình được bạn nó cho sờ con máy này hồi trước nên là mình khá là nhớ. Thì vào cái thời điểm này thì màn hình các chiếc điện thoại cảm ứng chỉ vào khoảng 3 inch, cùng với đó là tỷ lệ độ phân giải chỉ khoảng 360p thôi, nên là cái gì nhìn nó cũng to, chữ to này, icon cũng to này. Nói chung là thời điểm này người ta quan trọng là giao diện và tính năng chứ chưa cần đến tùy biến nhiều. Ví dụ như trong clip thì chúng ta sẽ thấy đó là giao diện tin nhắn kiểu đối thoại, đã là cả một bước nhảy khi mà trước đó chúng ta vẫn chỉ quen với các giao diện tin nhắn theo kiểu là các tập tin xếp liền kề với nhau trên màn hình mà thôi. Rồi tiếp đó là chức năng là cài hình ảnh người thân làm hình nền với màn hình khóa, vân vân và mây mây, và cả một bầu trời những tính năng có thể nói là tuổi thơ của không ít bạn trẻ. Thì có thể nói là giao diện MIUI 3 có hết đầy đủ, chả kém những giao diện TouchWiz hay là iOS nào. Tiếp theo chúng ta cùng đến với MIUI 4. Đập vào mắt các bạn chính là giao diện khá là phẳng. Vâng, đó chính là điều mà mình đã nhắc đến ở bên trên, đó là MIUI đã học hỏi theo iOS, từ cách nhặt hết ứng dụng ra thẳng màn hình nền cho đến là phong cách đã không còn là 3D khá là quê mùa và cũ kỹ nữa. Tiếp theo là vào năm 2013 này thì màn hình đã to ra hơn khoảng tầm 4 inch. Tuy biến giao diện được chú trọng hơn, đó là di chuyển được các icon trên màn hình, các chức năng nốt nhanh, ghi âm cuộc gọi, camera có chỉnh lấy nét hay chế độ màu theo các cảnh. Hay kinh khủng nhất là chế độ panorama. Có thể nói đây là một tính năng mà không phải giao diện nào thời đó cũng hỗ trợ. Cùng với đó là tính năng chỉnh sửa hình ảnh có thể nói là cực kỳ tân tiến ở thời điểm đó. Nhìn đã thấy là ảo thôi rồi luôn. Và một trong những điều được Xiaomi quảng cáo nhiều nhất trong clip này, đó chính là người dùng có thể tùy biến màn hình mở khóa, các cách sắp xếp icon hay hiển thị trên màn hình theo cách của riêng mình. Thứ mà thời điểm đó iOS của iPhone phải jailbreak mới làm được. Rồi và tiếp theo chính là MIUI 5 ra mắt vào năm 2014, chính là năm ra mắt của siêu phẩm một thời Xiaomi Mi 4. Thì có thể nói là giao diện MIUI từ ngày ấy đã khá là hiện đại rồi. Thời điểm đó các màn hình đã cao cấp hơn, độ phân giải cao hơn nên kích thước các icon vừa đủ nhìn, có thể có đến 20 chỗ xếp icon trên cùng một màn hình. Vì vậy việc tùy ý sắp xếp các icon hay gói chúng vào một thư mục là một tính năng cực kỳ thỏa mãn người dùng. Có thể thấy xu hướng từ các năm 2014 trở đi đã là chú trọng vào trải nghiệm người dùng, nên các hãng chú trọng vào thiết kế cầm nắm hơn. Còn về giao diện thì chỉ có một vài điểm được các nhà sản xuất quảng cáo nhiều nhất, đó chính là màu sắc hiển thị đẹp rực rỡ, thư viện ảnh hiển thị theo album hoặc theo danh sách lưới, giao diện nghe nhạc có cả ảnh của album và hiển thị được lời bài hát, vân vân. Và mình đánh giá là cho đến MIUI 5 này thì vẫn chưa có một cải tiến nào cực kỳ là nổi bật cả. Và tiếp theo là chúng ta đến với MIUI 6 của năm 2015. Giao diện tuyệt đẹp và cực kỳ đơn giản là hai cụm từ mà nhà phát hành đặt làm tiêu đề cho trailer quảng cáo của giao diện này. Chúng ta có thể thấy là phong cách icon đã giống với 2017 lắm rồi. Từ là cách gỡ cài đặt các ứng dụng này, rồi thì giao diện khi giữ phím home 3 giây cũng đã giống hệt MIUI 9 hiện nay. Các icon được bo cong các cạnh, không còn vuông vắn như các năm trước. Có thể nhìn lại nhanh với các giao diện MIUI 3, 4, 5 thì đây có thể nói là chính là nét cải tiến tươi sáng nhất trong các lần cải tiến. Nhưng cũng chính giao diện này bị người dùng các nước trên thế giới lên án vì quá giống luôn so với iOS 7 và iOS 8. Từ phong cách màu sắc cho đến nét vẽ các icon cũng trở nên hiện đại hơn. Và từ đó đến nay thì các giao diện MIUI 7, 8 cũng đều đã ra mắt nhưng không có nhiều đột phá, chỉ là hoàn thiện thêm về chất lượng hiển thị, thanh thông báo, giao diện đa nhiệm, phông chữ, và người dùng lúc này quan trọng hơn về độ nhẹ nhàng để máy không bị giật lag theo thời gian sử dụng hay khả năng tiết kiệm pin cho máy. Và đến nay là giao diện MIUI 9, thì mình muốn để lại phần này cho chính các bạn, những người đang sử dụng Xiaomi, chia sẻ để có góc nhìn đa chiều hơn và khách quan hơn, được không ạ? Hơn là chỉ mình nhận xét và chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy là MIUI 9 có những điểm nào cực kỳ đặc biệt mà có thể gọi là cải tiến xuất sắc thì có thể comment xuống
xuống dưới video này để mọi người cùng biết đến và cùng cảm thấy yêu Xiaomi hơn nhé. Còn đến đây clip của mình đã hết rồi. Mình là Việt Anh và đây là channel của ClickBuy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.